Ngày bữa thứ hai, công an huyện có đưa lên tôi cái kết quả của ông Nguyễn Văn Cần đã làm chuyện tội bại với con tôi là Nguyễn Thị Linh. Hôm nay thì có được nhận được kết quả. Dạ, kết quả thì như thế nào chị có thể thông báo cho em và mọi người biết được không ạ? Trời ơi, tôi nói chị tôi đang chuyển hồ sơ qua tòa, qua viện rồi, đã viện phê tôi làm được cho gì trong lần này qua tuần tới là tôi khởi tố rồi, bác ơi, là làm rồi. Thì bây giờ tôi làm nó đúng pháp luật chứ gì, chị giờ viện cũng sát đó, không mấy, không đồng ý thì sao tôi làm. Em nói anh bỏ, không bỏ, sợ kéo dài thời gian, gia đình em bị thiệt thòi thôi. Thì đó tôi thông báo với ổng với chị rồi hết rồi đó, là tôi đang đợi tôi làm để hết từ này thì sao nào qua viện là tôi khởi tố đó. Dạ, bữa đó công an vô xác minh là chỉ đó, nó chỉ gì nè, chỉ chỗ này. Tôi khóc luôn á, tôi thấy nó làm con tôi ngoài góc này là tôi khóc luôn rồi. Trong khi con bé này nó chết mới có ngày 18 gọi là được 2 năm. 4 lần ở tại đây luôn. 7 8 giờ sáng là nó nhậu rồi, lúc đó nó nhậu nó xỉn vô thì nó hứng. Nó hứng thì nó kêu nhỏ này. Dạ. Ông kêu cởi đầu ra xong rồi không cởi, cái ông kêu cởi ra xong rồi cái đi về. Ông mắc lại. Lần đầu tiên thì ở ngoài giường á. Ừ. Mấy lần sau ở trong nhà tắm rồi ở trong buồng nữa. Ờ. Có khi vợ ông giặt đồ về á thấy mà vợ không nói gì chứ. Hôm nay mình không đi làm hả? Dạ. Thôi chào con ha. Bé trai đang ngủ rồi. Nhìn đã ghê á. Từ bữa giờ hai chú Thắng về ngủ im ru hết cưng lắm. Dạ. Dạ. Nhớ tôi là ai không? Hả? Bé mới được có 4 tháng đó mọi người, nhìn rất là cưng luôn. Gì dạ? Gì dạ? Mắt đó lờ mà. Hả? Trời ơi. Rồi mấy hôm nay còn sữa uống không? Còn, có 2 cái phương ăn lông mới nè. Nực quá con. Mấy hôm nay nóng quá ha. Đây nó dưới quê nó vậy đó. Dạ. Hầm dữ lắm. Ôi, hôm nay bà cho con uống sữa gì vậy? Dạ, Dialac. Uống sữa thường hả? Dialac. Gì vậy? Dạ. Gì vậy? Chém ho. Vâng, Thắng mến chào tất cả cô chú anh chị. Ngày hôm nay Thắng có về lại Tiền Giang để gặp lại bé Linh. Bé Linh thì 17 tuổi. Tuy nhiên thì có một cái điều rất là đáng buồn. Con bị chính người cậu của mình làm cái chuyện mà tế nhị ấy, mọi người. Khiến bé Linh bây giờ sinh ra một bé trai rất là kháu khỉnh và đáng yêu luôn. Nhưng mà hoàn cảnh gia đình cũng khó khăn cho nên gia đình của bé có gọi cho Thắng và nhờ sự giúp đỡ. Hôm bữa Thắng cũng đã chia sẻ một clip lên thì Thắng cũng nhận được rất là nhiều những bình luận cũng như là ý kiến của các cô chú cũng muốn góp ý cho gia đình. Ngày hôm nay thì Thắng xuống đây cũng có một số điều muốn chia sẻ thêm với mọi người. Bữa thứ hai, tuần thứ hai rồi thì ở dưới mà cái ông mà thủ lý hồ sơ á, ông đem mẫu thử ADN lên là có mẫu rồi. Rồi em mới hỏi là có mẫu rồi chừng nào và giải quyết chứ em không chờ đợi được. Tại vì hoàn cảnh em giờ khó khăn lắm, anh phải cố gắng giúp đỡ giùm cho mau lẹ chứ nay là 8 tháng rồi đó. Ông lại ông xác minh đằng kia nữa, tại vì con nhỏ này nói với tôi là cái lúc mà con nhỏ trước nó có cái quán á là ông đã quan hệ nó rồi. Là ông lợn đó nó mua nước cho nó uống, là con nhỏ đó chủ quán nó biết là ông mua nước cho nó uống. Rồi ngày nay lòi ra chứng là lòi ra cái là con nhỏ này nó có con với ổng là này con nhỏ nó mới nghi nó vậy lúc trước là ổng ở nó gọi mới mua nước cho nó uống. Đó là ngày hôm qua hôm kia là ở dưới huyện người ta lên người ta đưa cái kết quả thử ADN là thằng này cùng nhóm máu của ổng. À vậy ha. Dạ. Chị có thể lấy cho em xem cái kết quả nó được không ạ? Dạ được. Vâng. Ngày bữa thứ hai công an huyện có đưa lên tôi cái kết quả của ông Nguyễn Văn Cần đã làm chuyện tội bại với con tôi là Nguyễn Thị Linh. Hôm nay thì có được nhận được kết quả. Dạ, kết quả thì như nào chị có thể thông báo cho em và mọi người biết được không ạ? Dạ, kết quả này là bé Thiện này là với ông Nguyễn Văn Cần là cùng huyết thống là cha con. Vậy là rõ ràng chính xác rồi. Dạ, đó. Chính xác. Vâng, đây chính là bằng chứng không thể nào chối cãi được rồi. Dạ. Vâng.
Đó, thì một chút nữa Thắng sẽ chụp lại cho các cô chú anh chị xem. Thì khi mà chị cầm trên tay cái kết quả này thì không biết là mình là một người mẹ này cũng như là bà ngoại của bé thì cảm xúc của chị lúc đó như thế nào ạ? Tôi cũng xúc động lắm. Tại vì nói chung hôm nay cũng mong chờ được cái kết quả này. Mà mình không phải là mình nghi ngờ con mình ăn chơi người này người kia ha, bạn trai bạn gái nhiều người. Mà tại vì tôi không nghi ngờ con tôi vậy, nhưng mà có kết quả này tôi rất là mừng. Là tôi mong chức năng chính quyền xử mau lẹ cho con tôi, lấy lại công bằng cho con tôi. Chứ để xóm làng họ dèm pha, họ cứ nói này nói nọ, nói chung người ngoài người ta cũng nóng ruột. Ta nói sao vụ này sao kéo dài thời gian, cũng thấy gia đình tôi người ta động lòng á, ta tội nghiệp. Rồi người ta cũng khiếu nại nhiều lắm. Tôi thấy hoàn cảnh khó khăn mà bị gia đình bảnh đối xử không tốt á, rồi người ta cũng bức xúc lắm. Dạ. Nhưng mà tao không dám nói, tao chỉ khuyên mình, tao nói này kia thôi, khuyên mình vậy đó. Cũng gắng cố gắng lên, mà nói giờ tôi không có khả năng nổi. Cái phần buồn bã lắm, cứ hả đi là suy nghĩ ở nhà, cứ suy nghĩ không, ở nhà suy nghĩ vu vơ lắm. Tại vì cái cuộc đời của tôi là ở ngoài xã hội nó dèm pha, tới trong nhà anh em trong gia đình không ai thương hết. Rồi tới đổi tới con nhỏ này nữa là tôi dồn dập dữ lắm. Về tới nhà là gia đình nó cứ suy nghĩ tới con nhỏ này thì tôi bị dồn dập nhiều lắm. Tôi nghĩ con tôi là không đi chơi ở đâu hết, nó cứ qua ổng không à. Mình không có nghĩ là mình nó qua con mình qua ổng mà mình không la gầy. Tôi cũng có la gầy con tôi hồi lúc trước, nhưng mà mình không nghĩ là ổng vậy, mình cũng dự đoán trước, nhưng mà con nhỏ này nó không nghe. Yeah. Rồi lúc khi ổng mà quan hệ được nó rồi là nó không qua thì ổng chửi, ổng chửi. Yeah. Ổng chửi cho nó qua, ổng qua đặng cho ổng quan hệ được nó rồi. Yeah. Ổng không chửi đó, từ cái lúc mà nếu nó sợ chửi bị tiết lộ ra đi, rồi nó sợ gia đình biết sớm rồi bị quýnh bị đập đó, rồi nó không dám nói. Bởi từ cái khi nó có bầu và đi siêu âm ra mới biết nó có bầu là nó không qua ổng nữa đâu, không quan hệ được nữa. Trời, ổng ở với con tôi mà ổng nói xấu, ổng nói người này kia. Ổng nói người ta nói, nếu không có người ta dám làm chứng luôn. Ổng nói câu nói lên mạng mà nói kiểu này luôn. Tôi nói thật sự gia đình ổng mà con ổng dòng họ ổng có coi cái clip này thử coi ổng nói vậy đúng hay sai mà cứ đổ tội gia đình tôi không à. Con nhỏ này nè, cái vú nó đen. Tôi về, nó về Vũng Tàu, tôi nó đi Vũng Tàu về tôi ở nó thêm hai lần nữa. Còn nói như vậy nữa đó, mấy anh nghĩ thử coi quốc ức không? Quan hệ dụ dỗ con tôi mà còn nói xấu con tôi những câu nói đó nữa. Gia đình tôi quốc ức lắm. Nhưng mà để chờ chính quyền mà chờ tới nay 8 tháng hơn rồi đó mà chờ biết chờ cũng không mà. Bữa tôi có hỏi ảnh đem cái kết quả là lên, tôi hỏi về chừng nào anh giải quyết chứ giờ tôi không chờ đợi nữa. Đó em mới tính hết tuần này rằng em xuống huyện. Em hỏi giờ nếu có không giải quyết nữa là em đưa qua bên tỉnh nữa, chứ giờ không chờ nữa. Có kết quả thì kết thúc giải quyết xử lý cho nó đâu ra đó đi rồi tôi cũng an tâm nữa. Chứ có đâu để kéo dài hoài. Tôi cũng không muốn điều đó. Nhưng mà mấy ổng cứ để hoài, hẹn hoài. Điện tới thì nói lên, còn không điện thì thôi. Đó, bỏ hoài. Kết quả này là ngày, có ngày 8 tháng 3. Có ngày 8 tháng 3 đó, mà nay ngày 16, 17 tay mới đem lên tới gia đình tôi. Vâng. Là hơn một tháng rồi đó. Vậy là cái kết quả này đã có trước khi mà em quay clip ha? Dạ đúng rồi, vâng. Có đó. Khi mà chị cầm cái giấy giám định này ấy, thì dạ. Chị cũng không có bất ngờ gì đúng không? Dạ. Tại vì mình cũng đã lường trước được rồi. Dạ. Vâng. Ừ, chị cho em hỏi một chút. Thì qua đây chị có thể là chia sẻ cho mọi người hiểu rõ hơn về bé Linh ha. Dạ. Có nhiều cô chú nói rằng là nhìn bé Linh đâu có khờ khạo gì đâu, mà lúc trao thân cho người ta rồi bây giờ lại quay sang để tố cáo này kia đó. Dạ. Ừ, thì không biết là chị là mẹ của bé Linh thì bé Linh là một người như thế nào? Bé có thông minh hay không, hay là khờ khạo hay như thế nào ạ? Cũng thông minh, nó lanh lẹ lắm. Con cái thì nó phải khờ về cái chỗ mà ổng dụ dỗ nó. Thì nó cũng khai ban đầu, nó cũng xuống huyện cũng nói về, mà cái xã nó cũng nói theo hồi đó giờ cũng vậy luôn. Nó nói ổng cởi đồ nó ra, nó không cho, nó dãy dụa, thì ổng đè hai cái tay rồi. Ổng kêu nó đừng có la, thì tôi công nhận chỗ đó. Nếu la lên nó sợ ổng giết nó là cũng có. Tại vì giờ nhiều trường hợp đó lắm. Đó rồi trong khi ổng làm nó làm ngoài giường á, mà nhà ổng với nhà tôi là đi hoài ở khúc nhà sau nè, ở giường này nè là ở sau là đi hoài vậy đó, không có ở nhà thường. Thì tôi đưa học con tôi ngày thì hai buổi cũng đi vậy hoài đó. Rồi đó khúc đó là lúc đó là vắng rồi, nó đâu có la lên được đâu. Yeah. Nó la lên thì nó sợ ổng giết nó. Còn nếu mà nó ổng đè nó hai tay rồi nó đâu nó dãy dụa rồi thôi, nói chung đàn bà chứ làm sao có sức mạnh lợi bằng đàn ông được.
thì nó cũng phải chịu đựng. Nếu không cho ông gần gũi thì ông chửi xiên chứ. Ông nói vậy nè, ông nói là ông nhậu xỉn. Tôi đâu có ngờ ông nhậu xỉn, ông quay qua nhà tôi ông chửi. Tôi quay nghèo, bay đi làm ăn, còn tao giàu á, tao mới có tiền tao đi ăn nhậu bê tha gì nè. Mà tôi nghĩ ông nói kệ ông quay miệng qua nhà tôi, ông quay mặt qua nhà tôi, ông nói kệ ông. Thì mình đâu có nghĩ. Đó, rồi tới chửi giết nhỏ này thì không cho qua gần gũi, thì nó chửi, sợ nhỏ này sợ bị lộ, nó cho qua. Bởi tôi nói tức con cái là tôi tức, tôi đánh con tôi, nhưng mà tôi suy nghĩ là cũng tôi nghiệp. Mình tức, mình giận, ai theo hoàn cảnh nào cũng vậy chứ. Cái gì thì nói với mẹ mình. Thì ở ngoài Vũng Tàu tôi điện gì hoài chứ đâu phải tôi không điện, bị dịch ở ngoài chứ tôi cũng điện gì hoài à. Điện gì hỏi thăm nó này nãy kia cũng có gửi tiền nhà ăn uống. Đó, chứ đâu phải không có đâu. Gửi nhà Mạnh Thường Quân ta ngoài xã người ta hỗ trợ cho gạo đó, rồi nó cũng lãnh gạo đó, nó cũng ăn. Dạ. Chứ tôi đâu có bỏ bê, mà tôi có chồng mà tôi bỏ bê nó đâu. Nếu mà tôi không gặp cái ông chồng xa này, tôi chết từ lâu rồi. Tại cái lúc đó xóm làng này người ta nói tôi nhiều lắm. Tôi muốn gục ngã, tôi muốn tự giận chết. Tôi nhờ bà thím hai lò nhãn, bà người Bắc, bà vô đây, bà đi ra, bà lập nghiệp trong này. Bà nói vẹn ơi, mày đừng có chết, mày chết thì con mày khổ đó, con mày mù có cha rồi mày chết nó mày khổ lắm, mày gán sống đi. Ai nói những người nào nói cho mẹ con mày thì người đó lãnh hậu quả. Mà thật sự ngày nay em thấy có rõ ràng. Rồi nhờ tôi có chồng sao này, ông chồng tôi bệnh hoài, ông chồng ông ăn ủi, ông nấu cháo ha này kia, ông năn nỉ tôi ăn, ông đút tôi ăn, nhờ vậy tôi mới sống vượt qua thôi chứ hả, không có ông chồng sao này là tôi chết rồi. Dạ. Lúc trước tôi ốm lắm anh Thắng, tôi ốm có 37-38 kg à. Tại vì tôi nghèo, rồi tôi gầu lo chồng con chết rồi, con cái khổ rồi, tiền bạc không có, tôi bán đi bán muối á. Đi bán muối dưới sông, chạy xuồng đi bán dưới sông á. Trời nắng vậy nè, bán đất thì ham, còn bán ế đậu bóng mát là tôi khóc không, đâu ai biết đâu, hoàn cảnh gia đình tôi đâu ai biết tôi khổ cỡ đó đâu. Chứ đâu phải tôi sung sướng gì. Alo, em nghe nè anh Hùng. À, cái vụ của con Linh con em đó, rồi nó có kết quả rồi đó, rồi anh đưa kết quả của con bé lên đó cùng nhóm máu cha nó, rồi chừng nào mới giải quyết anh Hùng. Trời ơi, tôi nói chị tôi đang chuyển hồ sơ qua trò qua viện rồi, đã viện phê tôi làm được cho gì trong tuần này qua tuần tới là tôi khởi tố rồi, bác ơi là làm ơi. Dạ, bây giờ em nói anh. Tôi đang làm hồ sơ chuyển qua viện rồi, đang làm tuần này chuyển qua viện. Dạ. Thì nói chung hoàn cảnh em cũng khó khăn đó, kéo dài thời gian này em chờ không nổi đó anh. Thì bây giờ tôi làm nó đúng áp lực chứ gì, chị giờ chị cũng sát đó, không ấy, không đồng ý thì sao tôi làm. Đồng ý vậy thì giờ, thì giờ có kết quả thì giờ anh nhờ anh đưa qua viện kiểm soát đi. Thì đang làm mà. Dạ, 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 rồi. Đừng bỏ lắm, chờ. Em nói anh bỏ, không bỏ, sợ kéo dài thời gian, gia đình em bị thiệt thòi thôi. Thì đó tôi thông báo với ổng với chị rồi hết rồi đó, là tôi đang đợi tôi làm để hết từ này thì sao nào qua viện là tôi khởi tố đó. Dạ. Rồi anh gắng cố gắng giúp mau lẹ giùm cho em, cảm ơn anh nhiều. Rồi. Rồi. Vậy cái chú này là sao vậy chị nhỉ? Cái anh mà đang nói chuyện. Vâng. Cái ông đó đang thụ lý hồ sơ của dạ. Con bé này. Dạ, có nghĩa là bên tòa án hay là bên chính quyền hay là bên công an hay gì? Bên công an, bên hình sự hay gì? À, vậy hả? Công an điều tra. Công an điều tra hả? Dạ, rồi bây giờ thì ông nói thì giờ có rồi đó, là ông đưa qua bên viện kiểm soát rồi mới đưa qua bên tòa án rồi mới đưa qua thẩm án đó. Vâng. Nhưng mà cái sự việc của gia đình mình rất là lâu rồi ha. Lâu rồi. Chỉ làm đơn là 8 tháng trời nay, nhưng mà bây giờ mới có kết quả. Nhưng mà em cũng nể anh lắm, tại vì mình cái đơn thì ông thủ lý thôi, cái đơn của con em mà mình cũng chờ đợi ông cứ hẹn kéo dài thời gian đó, mà hả điện tới thì ông nói rồi ông hứa hẹn gì đó. Nhưng mà nãy em muốn nói một câu dứt khoát là anh phải hứa ngày nào tháng nào cho chắc cứu, 2 tuần 3 tuần là anh hứa chắc cứu đi, chứ ông hẹn gì hoài đó. Yeah. Đó vậy đó, nên gia đình em bị bức xúc nhiều lắm, tại vì nói chung ai có vô cảnh nỗi khổ này mới có biết chứ, nói là em bệnh mẹ bệnh gì mà dự mà lên nói thì không có, tại vì có em mới nói, không có không có nói, tại vì nào em sống thực tế lắm, ai thương thì cho ăn giùm em cảm ơn, còn không cho là thôi à.
chứ còn mà nói thêm nói láo là em nói không được, tánh em thẳng thắn lắm. À, bây giờ không thỏa thuận nữa ha? Không có, thì thỏa thuận khi đầu là biết con bé này nó mang thai với ổng á, là mời ổng với con ổng qua là thỏa thuận lận cho ổng đưa mớ tiền cho con này đặng ăn, cũng như là có trách nhiệm là đưa tiền nhỏ này ăn bầu bì với lại sanh đẻ thửa sùng cho con bé này thôi. Yeah. Nhưng mà con ổng, con Ngọc thoát lời, nó nói những câu khó nghe vậy tôi mới nhờ tới chính quyền. Chứ nếu mà con Ngọc nó nói ừ cô Năm ơi, để con diện bàn tính coi gia đình con rồi con qua con thỏa thuận nói chuyện với cô, thì cái đó không có xảy ra tới chính quyền. Còn này con Ngọc nó nói vậy thì tôi phải nhờ tới chính quyền, đã mình dàn xếp hai bên không được phải nhờ tới chính quyền đó, rồi mới đưa ra chính quyền. Thì ngày 6 tại tháng 9 đó, thì tôi mới làm đơn đưa chính quyền, thì công an huyện cũng lấy lời khai lên lấy hiện trường, thì đưa xuống dưới là ngày 6 tại tháng 9 tới nay. Dạ. Đó rồi nói chung là cũng 8 tháng mấy gì đó. Này có bé 4 tuổi bé Thiện này thì giờ nhờ tới pháp luật chính quyền rằng giải quyết giùm cho con tôi, đừng lấy lại công bằng con tôi, đừng sáng tỏ để thôi. À, là nói là nó thằng bé này không phải con cần hoài đã đâu, ngày nay là có kết quả rồi đó. Dạ. Có kết quả là thằng này là cùng giám máu với ông Nguyễn Văn Cần là có kết quả rồi, là đứa bé này là con của ông Cần. Dạ, mọi chuyện cũng đã sáng tỏ rồi. Bây dạ giờ sáng tỏ rồi, chờ pháp dạ, luật. Dạ em còn chờ pháp luật giải quyết lấy lại công bằng của con em. Dạ. Thỏa thuận hai bên thì còn không còn thỏa thuận được nữa, tại giờ ra tới chính quyền rồi, là để nhờ có chính quyền pháp luật giải quyết cho con em thôi. Chứ em không có, khi đầu thì em nói em xin giảm án cho ba nó, nhưng mà con nó thấy tôi nói chuyện là nó xin giảm án là nó ỷ y hoài, nó không có, nó chống đối với gia đình tôi hoài, bởi vì tôi bị hại mà còn bị uất ức. Thì giờ tôi mong chức năng chính quyền vào cuộc thử giải quyết vụ này cho con tôi mau lẹ dùm, tôi cảm ơn. Tôi đang gặp cảm ơn. Khi mà có cái kết quả ADN ấy, cậu của em chính là cha của đứa bé này. Ừ. Thì bây giờ trong lòng em nghĩ sao? Dạ cái bữa đó ông Hùng ông đem lên á mừng muốn khóc luôn á. Vậy hả? Dạ. Ừ. Mong cho tới ngày xử. Mong muốn công an xử cho mà sớm mau lẹ lại. Cho ông đi tù chứ thấy ông ở nhà ăn nhậu quê ha. Ừ. Vậy là những cái lần mà cậu của em kêu em qua để làm chuyện đó đó, là đều bên nhà người cậu đó hết ha? Có khi nào mà làm ở trong nhà của mình không? Dạ không. Vậy hả? Dạ. Ừ, có lúc thì ở ngoài vườn, có lúc thì trong toilet. Dạ. Thậm chí là người vợ nhìn thấy luôn, nhưng dạ, mà cũng không có nói gì. Nó bé này ham tiền. Dạ. Có tiền nhiều ham. Cái gì quại bọng, trời bé nảy lên đây. Bỏ nó lên, bỏ nó lên, bỏ nó đi thằng quạt ra. Nóng quá thì sao vậy? Không có quạt gì cũng mát rồi. Quay nó qua, quay qua thắng kìa. Quay đang hít nó hay, nhìn nó đi. Đó, đó. Kéo xuống. Cười đi. Lành lắm. Quạt cái chắc mắt li lịa. Vậy à, có luôn có bự. Luôn có bự á, thấy không? Thiệt à. À, thì cũng có nhiều cô chú comment đấy. Dạ. Nói rằng là bé dễ thương quá mà sao lại gia đình muốn cho ấy. Dạ. Thì chị cũng có thể là chia sẻ cho mọi người hiểu hơn được không? Dạ. Hiện tại là mình có còn muốn cho nữa không hay như thế nào đó? Không phải là bây giờ nuôi không nổi thì cũng muốn cho, nhưng mà muốn cho lý do là một là mình nuôi không nổi, thì thứ hai là nhà gần sát bên để nuôi, rồi nữa nó chạy qua cho lợi với nói ừ con mày con tao rồi nãy kia nữa, sau này người ta cũng kỳ thị nên nói ừ mày con quen ha, mày con thằng này thằng kia là nãy kia cũng khổ cho bé nó cũng tội nó, với hai nữa là sợ sau này rồi ở gần nữa rồi dính líu đứa bé này nữa rồi nó tới lui nữa, sợ sau này ống vũ nó tới lui nữa. Dạ. Mình sợ chỗ đó thôi. Thì cũng có nhiều cô chú comment nói với Thắng rằng là khuyên chị đây với lại bé Linh là giữ lại con đi. Dạ. Thì cũng có nhiều cô chú nói rằng là nên cho. Tại vì sao? Mai sau thì khi mà con lớn lên ấy, thì sẽ không biết sao nữa. Rồi tương lai của bé Linh nữa. Dạ. Đó. Rồi mai mốt thì bé muốn lập gia đình đi. Dạ. Cũng có một cái gì trở ngại giang dở. Cũng nghĩ vậy đó, nhiều vâng, cũng rất là nhiều đó. Cái luôn. Dạ, nhiều cũng thẳng nghĩ. Cho nên là Thắng không thể nào là Thắng can thiệp, Thắng nói rằng là nên cho đi hoặc là nên như thế này như thế kia. Dạ. Đó là quyền quyết định của gia đình thưa cô chú anh chị. Mà thật sự
nếu như gia đình tôi không có ăn nuôi mà tôi lựa chỗ nào có ăn thì nữa bé Thiện ở với các mấy nhà kia cha như cha mẹ nuôi nó đi, thí dụ tôi cho những người người ta sinh không có con, người ta sinh ha, người ta muốn làm phước tôi sinh bé này về nuôi đi, rồi nó nữa nó khá giả, nó có học hành, nó ăn học thành tài tới nơi tới chốn, nó cũng đỡ bản thân nó. Còn đối với nó ở với tôi là đã khổ rồi, đã con tôi khổ rồi là nó tạo con ra nó cũng khổ, tại mình nghèo mình mà mướn sống qua ngày. Mà nếu mà là mà thằng bé này nó ở với gia đình nó cũng sợ nó khổ sau này tội nghiệp nó. Dạ. Chứ không phải là mình muốn đi cho trời được người mình thấy những đứa khác, đứa trẻ khác kìa, nó khổ sở nè, bơ vơ không có gia đình kìa, mình còn thương, tôi còn thương mà. Chứ đâu phải mà mình muốn cho cháu mình, tại muốn cho là cho chỗ giàu có khá giả, nó nhờ bản thân nó thôi. Chứ đâu phải mà tôi ác ý mà tôi để tôi cho cháu tôi đâu. Dạ. Trong khi muốn cho khi đầu mà lọt lòng mẹ ra, cái đó là cho là cái đó mình không có quyến liếng, là mình không có nuôi nó. Nhiều giờ mình nuôi nó 4 tháng năm mấy nay rồi là mình thấy mặt nó rồi, nó cười giỡn với mình rồi, mình làm sao nở nằm cho đành. Bởi hoàn cảnh khó khăn nó càng khó khăn chỗ đó đó. Nè bà ngoại quạt cho mát nè, cứ nhảy vụa với vụa hoài à. Hả? Hồi sáng này tôi đi chợ, tôi đưa cháu đi học rồi tôi đi chợ, ở ngoài chợ người ta nói chợ tôi thấy bà lên truyền hình nè, tôi nói lên truyền hình nào trời. Cái nó tôi vô YouTube, tôi thấy bà lên YouTube nè, trời ơi con mà ngồi nói chuyện hả, tôi khóc biết như người nào cũng nói chứ. Yeah. Thấy hoàn cảnh của bà rồi con mà ngồi nói vậy tôi khóc biết như đó. Thấy tội nghiệp, nó nhỏ nó mới dạ dột nó vậy chứ nếu nó khôn lanh như con người ta đâu có vậy. Ai cũng nói xem clip đó ai cũng khóc chứ. Wow. Mở tám nó kìa, bữa kia nó mở là coi nó khóc, nó nói trời ơi coi gì mà khóc hết nước mắt, thấy tội nghiệp. Rồi Linh, mấy bữa nay còn buồn còn khóc nữa không? Còn dạ, buồn nhiều không? Vô coi á, thấy người ta comment á, bức xúc lắm, nhiều câu bức xúc lắm mà không nói ra được. Con còn nhỏ mà người ta nói sướng, có sướng gì đâu, muốn chết mà sướng gì đâu, nói vậy. Đã con bị dụ rồi còn nói gì nữa. Bé bây giờ là đã chịu thiệt thòi rồi thì Thắng cũng rất là mong các cô chú khi mà xem ấy thì mình không mất gì cả, mình động viên bé một câu chứ đừng có buông những cái lời cay đắng ấy. Thấy cũng rất là tội mọi người ạ. Rồi lúc mà con đọc mấy cái comment đó thì con nghĩ thì sao? Con bức xúc lắm nhưng mà không nói ra được. Rồi sao Linh? Nãy giờ mẹ nói là muốn cho cháu nè. Rồi em tính sao? Dạ không cho. Tại vì mang nặng đẻ đau tới 9 tháng 10 ngày. Nuôi 4 tháng mấy ngày nữa. Nhưng mà những cái điều mẹ nói thì em thấy có đúng không? Dạ đúng. Anh thì anh cũng không biết phải khuyên gia đình sao nữa. Nhưng mẹ em nói thì cũng đúng, sẽ ảnh hưởng đến tương lai của bé. Còn với em là một người mẹ thì chắc chắn là em không có muốn cho con của mình rồi. Anh cũng hiểu điều đó mà. Nhưng bây giờ em phải nói sao để cho mẹ hiểu, rồi cả gia đình mình cùng cố gắng nè. Em nói sao? Nói đi, nghĩ gì nói nấy. Để khóc. Đâu có lời lẽ đâu mà nói. Nó không có lời lẽ như con người ta, nó lanh lẹ thì nó cũng lanh thôi chứ nó không biết nói chuyện nhiều với con người ta khôn lanh mà chảo lãi. Ngày hôm bữa thì Thắng cũng được bà ngoại của bé chia sẻ một câu chuyện cũng rất là buồn luôn. Khi mà bé Linh với lại con của mình ôm nhau ra ngoài sông á, tính tự vẫn. Đó là một cái mà Thắng thật sự là nghe xong mình thấy thương cho bé quá. Bé còn nhỏ nhưng mà phải chịu cái áp lực quá lớn. Linh nói với mẹ là bây giờ con sẽ cố gắng con đi làm, con kiếm tiền để con nuôi bé. Nếu được thì sau này con có thể là con đi một cái nơi nào đó xa để con sinh sống, hai mẹ con sinh sống vậy đó, không có ở đây thì sẽ không không có bị chạm mặt người cậu đó. Đúng không? Linh nói với mẹ đi để cho mẹ hiểu, mẹ không có cho cháu nữa. Nhưng sao mà... Hán
2 tháng nữa con đi ra chị Hai đi làm, chị Hai không ở đây nữa, đi một nơi xa, không cho nó về quê luôn. Ừ. Nếu được là nếu mà như vậy ấy, thì Linh phải cố gắng ha, đi làm rồi nuôi con, sau này nếu được mình đi một vùng đất mới luôn. Chứ ở đây chắc chắn là sẽ ảnh hưởng đến tương lai của bé trai. Cả Linh cũng vậy luôn á, người ta dị nghị hàng xóm á, rồi hàng xóm người ta lời ra tiếng vào nữa. Thì không biết là chị thấy như vậy được không? Ví dụ sau này mà bé có làm được, bé có làm ăn được á, hai mẹ con của bé đi một vùng khác, một vùng đất khác để sinh sống thì đó cũng là một cái hay, đúng không? Mà vừa giữ lại được cháu của mình cũng như là không bị khó xử đó. Nói chung hồi mới đột lòng ở bệnh viện cả lại con nhỏ gái thứ hai nó nói mẹ ơi chẳng thà không thấy mặt mẹ, thấy mặt thấy cưng quá sao cho mẹ, cái đành nó con cũng gán mà con phụ mẹ cho tiền mua sữa. Mà nó nói là ở đây mà gần gũi quá nuôi rồi họ sớm làng họ dị nghị họ nói này nọ, nó nói bây giờ muốn vậy thì phải cho mẹ con nó đi ra con ở thời gian đi. Rồi họ nói là vậy thì lớn nó cũng về, nó nói giờ không có cho thằng nhỏ về thường tới lui. Về tới lui rồi họ nói này nó nọ nữa, đến nỗi mà chị nó cũng suy nghĩ vậy đó. Thì đó là cái giải pháp mà em thấy là tốt nhất. Chứ còn nếu mà vẫn sống ở đây ấy, thì nó rất là khó luôn. Nhưng mà với cá nhân em thì em vẫn thôi thì chị mình cố gắng đi, mình giữ lại cháu chị ạ. Mới hỏi chị với bé Linh là bình thường người cậu làm cái việc đó với bé Linh ở đâu thì chị nói rằng là ở đằng sau này. Bây giờ Thắng sẽ qua đó Thắng ghi hình một chút để cho mọi người xem ha, cái vị trí mà người cậu làm việc đó, cái việc tế nhị đó với bé Linh như thế nào. Ở chỗ nào bé Linh? Ở ngoài kia nữa, bên đây. Trời ơi, tút đằng đó luôn hả? Tút đằng sau vậy luôn? Dạ. Vậy thì sao mà bé Linh có la lên thì sao người ta biết được? Bởi vậy ngoài đây là vườn quan không vậy nè, vườn trống không anh Thắng? Dạ. Tút đằng sau này luôn mọi người ơi, mọi người thấy này. Không có một căn nhà nào hết trơn đấy, toàn cây cối không à. Ở đâu, chỗ nào? À... Ở chỗ nào chị? Đây, mới đầu vô là dựng hiện trường là ở đây. À. Đó, cái mộ con ta chết là bữa nay mới có 2 năm mấy ngày đó. Là nó ở con nhỏ này là 2 năm mấy ngày nay đó. Là hôm bữa nó nói rằng là làm ngay ở cái mộ ấy luôn. Đây nè, dưới đây nè. Vâng. Thì bữa đó công an vô xác minh là chỉ đó, nó chỉ gì nè, chỉ chỗ này. Tôi khóc luôn á, tôi thấy nó làm con tôi ngoài góc này là tôi khóc luôn rồi. Trong khi con bé này nó chết mới có ngày 18 rồi là được 2 năm. Đó. Mà trong khi nhỏ này nay là phát hiện ra thằng bé này từ khi có bầu với đẻ thằng bé này ra là cũng mười mấy tháng rồi đó. Dạ. Đó là trong khi bé này chết có 24 tháng rồi, mình biết phát hiện là 24 tháng là chỉ ở đây. Với trong toilet nhà nó, nhà tắm trong đó, với trong nhà nó chổng á. Vâng. Mấy anh chị nghĩ đi, gốc này là toàn vườn cây ăn trái không à, đâu có nhà đâu. Ngoài vườn này nó có la cũng không được, mà nó có la cũng không ai nghe, một có la không ai nghe rồi nó tiêu thụ nó giết con nhỏ này luôn cũng không ai biết nữa. Dạ. Lúc đó tôi ngoài Vũng Tàu về con tôi chết tôi cũng đâu có biết ở đâu đâu. Đúng rồi, ở đây thì nếu mà bé Linh có la lên thì cũng không ai biết được. Dạ. Tút đằng sau luôn mà. Tút sau luôn vậy nè. Rồi bé Linh. Khi mà mình đứng tại cái vị trí mà bị người cậu làm việc đó đấy. Hiện tại bây giờ cái cảm xúc của Linh sao? Còn sợ không? Dạ sợ. Sợ mẹ đưa em đi học rồi ông giết làm liều ông giết. Thế hả? Dạ. Trời đất ơi. Nên mẹ đi đưa em đi học hay đi đâu đi ra vòng vòng ngoài đường chơi không dám ở nhà một mình. Nghe bé Linh chia sẻ thì em lại càng nghĩ rằng cái phương án sau này á, bé nên đi một cái nơi nào xa để sinh sống đi, chứ ở đây thì nguy hiểm quá. Chỗ này là mấy lần hả bé Linh? Dạ 4 lần. 4 lần ở tại đây luôn.
mà nghĩ cũng tội lắm, tội cho con bé mới chết hai năm mấy tháng đó, mà nhỏ chết mình làm cái mộ xong đâu có bao nhiêu lâu đâu, rồi ổng lôi nhỏ này ra ở góc mộ con bé này luôn, thấy oan ức chưa. Vâng, tội nghiệp nữa. Linh cho anh hỏi là bốn lần ở đây là buổi sáng hay buổi tối hay như thế nào? Dạ buổi trưa như vậy nè. À cũng buổi trưa luôn. Trời ơi, buổi trưa nắng nực như này mà họ cũng làm những cái chuyện này là 8-7-8 giờ sáng là nó nhậu rồi, lúc đó nó nhậu nó xỉn vô thì nó hứng thì nó kêu nhỏ này. Dạ. Nó lôi nhỏ này ra giường, nhỏ này cứ nghĩ kêu ra giường cái gì làm gì không, cứ coi vậy là sao mà la lên được, nếu la nó giết chết giờ cũng không ai hay nữa. Vâng. Còn cái lúc mà giết chết á tôi đâu có hay đâu, tại tôi ở ngoài Vũng Tàu tôi kẹt dịch chị Thi 16 tôi đâu có về được đâu. Dạ. Nó đường tắt rồi, cầu nhỏ đi qua cái cầu đó đó. Vâng. Chứ không phải đi đường vòng như mình đi này, là mình đi đường vòng đường mình đi. Còn đi đó thì nó ổng ngủ ra giường đi bên đường đất ổng. Này mình đi nhờ đất của người ta đó. Rất là hoang vu luôn. Dạ. Vườn hoang vậy không, nó cũng như vườn ta trồng cây ăn trái mà người ta đâu có ở ngoài này thường đâu. Dạ. Thật sự luôn, vừa nãy mà em ra đấy em cũng phải bất ngờ gây ngay cái mộ luôn mà người ta cũng làm được ha. Mà tội cho con bé kia mới chết hiện nay là 2 năm, tức là 24 tháng có mấy ngày, có 10 ngày, 12 ngày này. Mới dỗ mẹ nó, mới dỗ nó ngày 18 rồi đó. Bữa nay ngày 29, có gì có một có 2 năm là mười mấy ngày thôi, 11, 12 ngày. Dạ, yeah. Sợ thật chứ. Thì thôi bây giờ là cũng có kết quả rồi, thì em nghĩ rằng là mọi chuyện nó cũng sắp sáng tỏ ấy chị. Dạ. Dạ, thì mình cứ cố gắng mình chờ một thời gian nữa xem như thế nào ha. Dạ. Dạ. Thì qua clip của em, chị có muốn nói thêm lời gì không? Để có thể là cho mọi người hiểu rõ hơn đấy. Thì qua đây thì tôi cũng, gia đình tôi cũng thành thật cảm ơn các nhà hảo tâm, cộng đồng mạng. Tại vì cái bữa anh Thắng không quay đó là tôi bức xúc quá, tôi nói chuyện hơi lẹ. Chứ đó giờ tôi không có nói chuyện lẹ vậy. Bức xúc thôi, nói chuyện hơi lẹ thì không, mong các nhà hảo tâm Mạnh Thường Quân có xem cái clip đó thì xin tha thứ bỏ qua giùm tôi, tại vì tôi bức xúc quá tôi nói lên những câu nói mà có hơi lẻ lạng chút, xin thông cảm cho giùm tôi. Còn tôi ra mà tôi thấy cái hiện trường mà ông Cần ổng làm cái chuyện tội bại cho con tôi bước xuống lắm. Cái bữa mà công an huyện lên lấy hiện trường là tôi khóc, tôi tính nhà là tôi quýnh ổng nhưng mà giữ bình tĩnh. Cái ông chồng là ông cha dượng của con Linh đó, là ổng nói á, trời ơi, nó đem con tôi ra ngoài đó, nó làm góc giường đó, nó tàn ác quá, không lẽ giờ tôi qua tôi giết nó. Đó, ổng nói vậy thôi chứ ổng không có làm gì, gia đình không có làm gì, ổng không quýnh đập không gì hết. Dạ. Thì gia đình tôi thấy những cái hiện trường đó là ổng chỉ chỗ này chỗ kia là mà ổng làm con tôi đó. Là nói gì nó kể mẹ ổng làm con đứng không, trời ơi, tôi kêu trời không. Đến nỗi mà con tôi nó ngu nó khờ kiểu đó. Chứ gặp con người ta khôn lanh, người ta đâu có mà để cho kéo dài thời gian vậy. Tôi nói mẹ tại này nó sợ nói ra, một là nó bị đòn bị đánh, hai nữa là nó cũng nhục nhã đó, nó không dám nói, nó giấu giết tới ngày hôm nay. Nó phát hiện nó hâm có bầu 25 tuần, nó mới từ đó sau nó không có qua lại với ổng nữa. Ổng không có kêu qua là cho ổng làm nữa. Thì giờ tôi mong chức năng chính quyền có xem clip này thì nhào vô cuộc đừng hướng dẫn chỉ dạy đừng vô đừng giải quyết giùm sớm giùm cho con tôi giúp đỡ giùm, chứ còn gia đình tôi thì đưa đơn xuống huyện thì cứ kéo dài thời gian vậy hoài. Tôi muốn lấy lại công bằng cho con tôi sớm tỏ đặng mau lẹ đặng cho con tôi ra ánh sáng, chứ để sớm làng họ dèm khoa họ nói này nói nọ hoài. Còn nó thì nó khiêu khích, nó nói gia đình tôi là nó được vậy là nó thử máu không có mẫu, chứ đúng của nó không phải con nó mới được ở ngoài thông thả ăn nhậu vậy đó, chứ phải đúng của nó gọi là nó đâu có ăn nhậu bê tha ngoài đời đâu. Thì hiện nay thì giờ có kết quả rồi đó, có kết quả công an đưa lên, có kết quả là bé Thiện này là cốt nhục của ông Nguyễn Văn Cần cùng huyết thống nhóm máu của ổng. Dạ. Thì tôi mong thì chức năng chính quyền có xem được. Cứ bình tĩnh ha. Dạ. Thì để một vài ngày nữa xem là chính quyền họ xử lý như thế nào. Thì bây giờ dạ. Cũng đã có kết quả rồi mà. Dạ. Và mình cũng không nên nôn nóng quá. Thì bây giờ trước mắt là chị cố gắng rồi lo cho cháu nhỏ. Hôm bữa thì chị có gọi cho em đấy. Dạ. Thì nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng
để mua sữa mua tã cho cháu của mình. Dạ. Dạ thì em cũng xuống để chia sẻ clip. Dạ. Dạ. Qua đó thì có một vài cô chú có gửi tiền cho em để giúp đỡ cho bé đấy. Dạ. Thì hôm nay em xuống gặp lại gia đình để em trao số tiền này ha. Dạ. Dạ. Tại vì em cũng phải xuống xuống gấp rồi đưa cho chị á. Đôi khi là bé còn nhỏ mà sữa tã cần phải đầy đủ. Chứ bây giờ mà để lâu quá thì cũng không được. Nên là em tranh thủ em xuống em đưa cho mình cái số tiền này luôn. Dạ. Dạ. Thì em xin phép bạn đọc mà đọc danh sách mạnh thường quân rồi em trao tiền cho mình ha. Dạ. 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 Đầu tiên là một mạnh thường quân giấu tên ở Trung Quốc là 1 triệu. Chú Nguyễn Hữu Nội 200 ngàn. Chị Nguyễn Thị Mười ở Pháp 1 triệu. Chị Kim Châu 1 triệu. Chú Nguyễn Hữu Linh 300 ngàn. Nguyễn Thị Thu Nguyệt 500. Nguyễn Văn Đại 200. Bảo Thiên 500. Và một mạnh thường quân giấu tên ở Đông Anh, Hà Nội 1 triệu. Tổng là 5 triệu 700 ngàn. Dạ thì em gửi cho mình là 5 triệu 700 ngàn. Dạ. Dạ. Thì chị đếm lại dùm em luôn đi ạ. Dạ khỏi đếm, thắng rồi đủ rồi thôi. Dạ thôi chị cứ đếm cho mọi người thấy luôn. Dạ. Dạ. 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11. Dạ đủ. 5 triệu 7. À, vâng, 5 triệu 7 ha. Dạ. Dạ. Em cầm số tiền này em rất cảm động. Tại vì em nghe anh Thắng đọc những tên Mạnh Thường Quân cho con em số tiền này, em rất là cảm động. Em cũng muốn em có ăn, có khá giả. Em cũng đi làm từ thiện với Mạnh Thường Quân như vậy đó. Mà gia đình em rất là khó khăn. Em nguyện vọng là em có số tiền là dư giả, có ăn dư giả là em cũng đi làm từ thiện này. Mỗi khi mà nhà hảo tâm cho gạo em ăn là em khóc. Tại vì em khóc không phải là em vui sướng gì mà để em khóc, em buồn là em khóc vì hoàn cảnh em khổ. Em nhận những phần quà như thế là em buồn, em khóc. Biết chừng nào mà em có được số tiền mà dư giả là em đi từ thiện như mọi người khác. Yeah. Nhưng hai mặt ngày hôm nay thì em nhờ các chú, cô, các chú, các anh chị xa gần trong nước và ngoài nước cho con em số tiền này, cho bé là mua sữa, mua tã cho bé sống. Qua ngày thì em cũng rất cảm ơn. Dạ. Em là cảm ơn anh Thắng nhiều. Dạ. Qua đây Thắng cũng thay mặt chị với bé Linh với cháu đây cảm ơn các cô chú mạnh thường quân trong và ngoài nước rất nhiều ạ. Dạ. Cũng như cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Thắng để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Linh có muốn chia sẻ đôi lời gì không trước khi anh kết thúc clip này? Dạ cảm ơn các cô chú. Ừ. Đã cho tiền con mua tã sữa. Ừ. Cảm ơn cô chú rất nhiều. Em phải mạnh mẽ lên ha. Dạ. Ừ, như hôm bữa anh nói là phải mạnh mẽ để còn nuôi con nữa ha. Dạ. Không được nghĩ quẩn rồi đi làm những cái chuyện nó không đáng ha. Dạ. Ừ. Hôm bữa bà ngoại em khóc nhiều lắm á. Dạ. Ừ. Cho nên là mình không được làm những cái điều dại dột. Dạ. Thì cố gắng em khuyên mẹ đi. Dạ. Ừ. Em phải cố gắng lên thì mẹ mới hiểu được. Dạ. Rồi khi đó mẹ không có cho con của em đi. Dạ. Nha. Ừ. Sau này hai mẹ con đi một cái vùng đất mới sống cũng được. Không nhất thiết là phải ở đây đâu ha. Thế thì chắc Thắng cũng xin phép là kết thúc cái clip này đây. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã theo dõi. Và hẹn mọi người ở những clip sau. Thì Thắng cũng xin chia sẻ lại một lần nữa cho tất cả những cô chú, những người mà chưa xem clip về bé Linh có thể hiểu rõ hơn. Bé Linh là 17 tuổi. Đấy. Tuy nhiên thì con bị chính người cậu ruột của mình làm những cái điều sai trái rồi khiến con mang bầu rồi sinh ra một bé trai rất là đáng yêu. Gia đình của bé Linh cũng khó khăn nữa cho nên là có gọi cho Thắng để cầu cứu cộng đồng mạng. Chính vì vậy Thắng có xuống để chia sẻ cái câu chuyện này. Thì cũng mong sao là các quý nhà hảo tâm nếu xem được thì có hỗ trợ thêm cho bé Linh. Nếu như cô chú anh chị có ý kiến gì có thể là comment xuống bên dưới nhé.